Yo, welcome back và chào mừng quay trở lại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến miền Viễn Tây. Xe của mình mấy cái cỏ nó thành cái gì luôn rồi nè, cái bánh xe hả? Đợi con này chết xong, đấy, đổi hàng. Từ má để nhớ lại coi. Hình như là nó bay vô xong nó cắn từ đằng sau lưng. Rồi, nó tới rồi, nó tới rồi anh em ơi. Bắn chưa bắn sao nè. Khủng nè. Nè, chuẩn bị bay vô nè quý vị ơi. Pháo chuẩn bị kích nổ quý vị ơi. Đấy, có sai đâu. Đằng sau bắn được tới 2 viên rồi hả? Vậy thì nice. Chuẩn bị bay nữa nè. Đồ bay luôn, dữ. Bay đầu liền là chứ đó mà bay. Có một con zombie ngồi trên một cây đàn piano. Tôi nghe nhạc quý vị ơi. Đây rồi, con piano vào rồi. Để coi. Ủa, là có mấy con zombie nhảy theo hả? Mày nhảy. Meanwhile, hàng rào nào mở là zombie sẽ vào hướng đó thôi quý vị ơi. Nó đơn giản vậy thôi. Chắc là vậy rồi. Hai con chung chết mẹ. Ê, đặt lộn rồi, xong luôn. Lại bây giờ đặt đây là sai rồi. Một cái hộp đậu màu đỏ. Để test thử cái này quý vị ơi. Rồi ha. Hay tôi test thử cái này coi. Như nào. Ui, sao xanh mặt. Zombie nó ăn vô là nó sẽ bị Wake up to reality. Mẹ mày buffet luôn. 5 minutes later. Xin giới thiệu với quý vị chúa tể bồn cầu. Mẹ mày đội hình quá tuyệt vời cho quý vị. Để xem coi như nào. 10 seconds later. Easy. No. Ngụy đánh đàn piano nó phá cái hàng của em luôn quý vị. Wa ba ba. Quá chứ bố. Nói gì không hiểu gì hết trơn. Khứa này mỗi lần xuất hiện là mình muốn cho nó đi nhanh. Chúng ta đã mở khóa được cỏ điện rồi thưa quý vị. Khứa này hình như chút nữa là nó sẽ. Nếu mà mình bắn nó nha. Nó mà đứt mấy cái sợi dây ra là mấy con gà nó sẽ xuất hiện. Nó chạy lung tung ở trên cái sàn đấu. Hình như khứa điện này là khắc tinh của con gà đó quý vị. Đây đây đây, nó xuất hiện rồi, nó xuất hiện rồi. Hồi mà con gà nó chạy ra nè, nè nè, e gà của chúng tôi à. Quý vị để ý nè quý vị. Nè, chuẩn bị cái bơm mê răng nó bay nè. Nó bay kiểu này dính ông chủ nhà mẹ rồi. Mẹ, một con bò tót đứng ngay đây đang nhìn tôi nè. Nó đang ngủ dưới chừng giật đầu nhỏ vậy, sao mà nhỏ nhìn mặt buồn ngủ quá vậy. Rồi bò vô, bò vô, bò vô. Ôi chết, lòm rồi, oh shit. Chùi vô với tao. Tôi không hiểu sao con bò có thể mà đau bụng xong rồi chết vậy được. Nó là robot mà. Trời ơi, người đánh đàn, người nhảy, vũ điệu gà ta. Ủa gì đây? Y tá ốc chó à? Bố mẹ ơi, bố mẹ kìa, anh Huy bảo là anh Huy bảo là bố mẹ đi sang Ả Rập. Anh Huy nào? Không, anh Huy không đi Ả Rập. Về tặng con và fan của con. Không có, anh Huy nãy giờ. Trời đất Phương, rất đông, rất đông. Bình tĩnh thôi, không có gì. Đúng rồi, từ từ thôi. Từ từ thôi. Không có gì gấp, đúng rồi, không có gì gấp, không có gì gấp. Hay quá, đúng rồi. Em rác rồi đúng không? Đắp kem trộn liền. Đẹp trai lại liền.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, cái gì vậy, tiếp tục, phải nhanh lên nữa. À, lần này là xe. Vẫn là cái hình dáng đó nữa hả? Hình dáng của con nhện đó hả? Trời ơi. Ôi, đừng bắn cái xe của em. Thằng kia đánh không lại đâu, thật, em nói thật. Nó mà cho mình nhiều cái như vậy là nó đánh không lại đâu. A few moments later. Nói tạm biệt với lại Zambot đi quý vị ơi. Nó chờ, nó bắt đầu bất lực rồi. Em trồng cây vô đây là nó bất lực rồi. Không làm được gì nữa. Thôi tạm biệt nó đi quý vị ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không có một cái level boss nào mà nó dễ đến như vậy. Ok, dùng đất băng giá. Và tập tới em sẽ dẫn quý vị đi tham quan kỹ băng hà nha quý vị. Lên gặp công chúa Elsa và những người bạn. Còn bây giờ thì hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.